thông thường khi chấn thương sọ não khi mà ở tại Việt Nam với chúng ta thì còn khó khăn thì chấn thương sọ não thì chỉ chụp X quang thôi. Bây giờ thì gần như là chấn thương sọ não là điều đầu tiên là phải chụp CT nha các bạn. Bắt buộc phải chụp CT. Thì đây là cái hồi xưa những cái phim hồi xưa mà chấn thương sọ não chúng ta sẽ thấy những cái những cái cái đường nứt và chúng ta không biết được cái nhu mô não như thế nào nhưng mà hồi xưa thì à, là vẫn cái kỹ thuật mổ sọ là vẫn giống như bây giờ à, cái kỹ thuật mổ sọ lấy máu tụ vẫn giống như bây giờ nhưng mà bây giờ cái này là 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 x quang là ngày xưa là x quang bây giờ chúng ta sẽ áp dụng là à, các lớp điện toán thứ nhất á vỡ hộp sọ thì chúng ta có những cái dạng thứ nhất là dạng đường thứ hai là dạng lúng dạng phối hợp và dạng dạng khớp thì thì cái đường ngất sọ là đầu tiên á là ở ở bên trái của chúng ta là cái hình à, ở ở ở bên trái của chúng ta là hình cửa sổ nhu mô bên phải là cửa sổ xương là thông thường khi chúng ta chụp CT là nó sẽ có hai cái hình là như vậy cửa sổ nhu mô và cửa sổ xương cửa sổ xương á, là chúng ta sẽ xóa hết cái phần nhu mô chúng ta sẽ coi xương cho nó dễ và chúng ta sẽ coi các cái 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 uh, gãy xương thì thông thường á có những cái chỗ ví dụ như thế, những cái đường này á, người ta gọi là khớp sọ là giữa hai cái mảnh xương nó khớp với nhau ở dưới chân tay của chúng ta thì nó là cái khớp nhưng mà ở trên sọ thì còn trẻ còn trẻ em á, thì nó còn chưa có hàng lại nhưng khi lớn là nó hàng lại tức là cái khung cái hộp sọ chúng ta nó sẽ không có nó không có nở ra nữa C Các cái em hiểu không còn ở dưới chân của chúng ta là nó sẽ có cái khớp ở giữa là sẽ có dịch khớp bao khớp còn ở trên sọ là nó hàng cứng luôn đó thành ra ở trẻ em thì chúng ta có siêu âm xuyên thóp tức là những cái thóp mềm mà các em mà đi nhi á, các em sẽ thấy những cái thóp mềm của nó dụ như khớp xương tráng với lại xương đính nó sẽ có vùng thóp ở giữa đó, nó mềm mà chúng ta đặt cái đầu dò siêu âm chúng ta siêu âm được nhưng mà các cái phần khác là chúng ta sẽ không có thấy được khi là người lớn là nó hàng lại thì cái đường gãy là chúng ta lưu ý á, là thứ nhất á, là chúng ta phải lưu ý các cái đường đó là nó phải không phải là các vị trí khớp uh, cái 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 khớp sọ thứ hai á là ở người lớn á là khớp sọ đã đóng rồi thành ra khi mà nó giãn ra nó cũng tính là gãy tức là do cái lực nó co nó căng ma sát là nó làm giãn cái cái đường 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 cái cái khớp rộng ra thì nó vẫn là tính là gãy tại vì nó không bình thường nữa nha còn cái này á các em thấy không nó vừa gãy nè nó vừa lúng nữa các em hiểu không nhiều khi á đôi khi á người ta là chỉ một cái đường gãy ví dụ như thầy nói ở đây là cái này là cái khớp cái này là cái khớp à thì ở, ví dụ như ở đường này mà nó có một cái đường mà mất liên tục gãy tức là mất liên tục nếu mà gãy một bên vỏ thôi thì nó là nứt mà nó là chỉ gãy một bên thôi các em hiểu không gọi là nứt đi còn nếu mà các em thấy hai cái đường gãy mà nó xuyên, nó 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 đi ngang qua và nó 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 nhiều khi nó còn di lệch nữa y chang như là gãy chân gãy tay gì đó các em mà học về chấn thương chỉnh hình nhiều khi hai cái xương mà nó gãy xong nó di lệch di lệch thì phức tạp hơn nếu mà nó chưa di lệch vì những cái mô mềm nó vẫn còn ràng buộc thì nó chữa dễ hơn ha đấy thầy nói nếu gì cái đèn cái đường các em thấy nó mất liên tục từ trong ra ngoài thường á đường gãy á các em cái đường gãy bao giờ nó cũng hơi hơi là sắc bén chứ nó ít nham nhỏ nha các em nha nhìn vô nó phải rất là sắc á các em hình dung không chứ còn mà nó hơi nham nhở xù xì các em coi chừng tại vì cái đường khớp sọ các em nhìn nè đó nó sẽ hơi nham nhở xù xì nó không giống cái đường gãy đường gãy nó thường nó sắc bén và nó 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 rất là gãy gọn Các em này là gãy, 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 lúng lún nè các em thấy nó gãy phức tạp không nó vừa lún nè cái lý ra cái này là cái vỏ xương ngoài nó phải liên tục trong đây nó nó lún xuống nè các em thấy không rồi đây nó bị nứt một mẫu chút xíu nhưng mà nó chưa gãy nè các em thấy không các em hình dung ra không tức là các em coi thì cái điều đầu tiên á là các em phải coi cái gãy xương tại vì á thứ nhất á cái gãy á là các em phải coi thứ nhất phần xương, tại vì các em nhìn biết không, khi mà nó gãy xương ở đây là các em biết cái nhu mô chỗ này chắc chắn có vấn đề. Thầy chỉ là 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 giống như là người ta thường theo cái kinh nghiệm á, là ở đây thứ nhất cái vùng nhu mô đây thì nó dội vô trực tiếp, đây thì cái nhu mô phía sau nó sẽ bị ảnh hưởng. Với thứ hai các em biết cái chỗ nào dễ bị ảnh hưởng đúng không? Cái chỗ mà bị ngay chỗ này nè, cái chỗ chéo đối diện, á. các em hiểu không? Theo cái lực á, cái lực nó đẩy thì cái thằng nhu mô não vì trong cái hộp sọ nó kín mà thì nó phải nó đâu di chuyển đi được đâu nó đâu như cây rong cây rêu trong nước nó lơ lửng thì em đẩy nó thì nó lại nó lại dịch chuyển trong môi trường nước còn này nó cái hộp sọ là hộp sọ kính các em kêu các em xô thì cái phần này nó sẽ bị đập vào vào cái phần này tiếp tức là hai vị trí các em đương nhiên là hai vị trí là nhận diện cố gắng nhận diện đầu tiên sau khi các em <laughs> thông thường á khi các em đọc vô mắt em thấy chỗ này bất thường và chỗ này nghi ngờ thì các em phải lập tức đừng đọc hai chỗ này đầu tiên mà các em phải đọc tất cả các chỗ khác trước sau đó đọc hai chỗ này cuối cùng tại vì cái chỗ này là em đã biết chắc có vấn đề rồi để tránh bỏ sót tổn thương tại vì nhiều cái gãy xương á, nó rất là phức tạp em và nhiều cái chứng thương á, là kể cả chứng thương sọ não hay chứng thương bụng á, nhiều người khi mình đọc vào trong mắt chúng ta đọc liền cái đó nhưng mà thực ra cái đó nó không cần cái đó các em phải đọc cuối cùng của cái phim đó thì các em mới mới ok các em phải coi kỹ những cái chỗ khác nhiều khi bị bỏ sót những chỗ khác mình tập trung mình chữa những chỗ này nhiều khi nó lại sót những chỗ khác nó lại, nó lại nó lại nó lại tử vong đó đó nó nó nó, nó nguy hiểm như vậy á đây các em thấy không cái này là các em thấy đường gãy nó rất là sắc các em thấy không nó đâu có giống như cái 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 khớp sọ nó dính vào cái khớp sọ nó xù xì nó nhìn nó không không giống ha gãy này gãy phức tạp là các em nghĩ cái mảnh này nó xỉa và nó xỉa vào nó xỉa vào màng não đấy thì các em lưu ý nè đây và đây sẽ là hai chỗ mà chúng ta cần lưu là là, là sẽ có dễ phát hiện được tổn thương nhất nha vỡ nền sọ vỡ nền sọ là một cái kiểu khác nữa vì cái nền sọ là một cái khối cứng nó liền nhau các em hiểu không nền sọ là một khối cứng nó liền nhau cho nên nó kiểu gãy nó sẽ khác nữa và các cái cấu trúc trong xương sọ các em học giải phẫu rồi từng cái mảnh xương nó ráp lại rất là phức tạp như xương đá xương thái dương nó có phần trai phần xương thái dương phần phần trai phần đá rồi ví dụ như cái phần này là phần xương chẩm chẳng hạn đây này đấy các em hiểu không thành ra rồi thứ hai là xương bướm nữa những cái cấu trúc rất là ráp vô trong cái phần nền sọ kiểu gãy nó khác thì thông thường á là khi các em biết không nhìn vô rất là khó nhưng mà các em phải rất là lưu ý thứ nhất á đối với quan điểm về chẩn đoán hình ảnh là mình phải nhìn phải cân xứng hai bên cái bên này nó lạ hơn bên kia cái gì vân 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 mình phải mình nhìn nếu mình nhìn nhiều thì mình sẽ quen cái cái đó ví dụ trong trường hợp này em biết không thì chắc chắn là cái gì mà chấn thương sọ não mà em rà soát không ra là em phải ra em coi trực tiếp bệnh nhân nữa em hiểu không chứ không phải là bệnh nhân về trại mình phải coi thêm là bệnh nhân nó, nó 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 như thế nào rồi bệnh nhân bị sưng ở đâu đặc biệt những cái dấu chỉ điểm sưng mô mềm á đó. đó em phải coi nhiều người chụp ra rất là bình thường nhưng mà ngày mai nó vẫn ra máu tụ rất là nhiều khi trong đêm nhiều khi nó tinh tế quá mình bỏ sót rồi mai nó hình thành máu tụ lớn hơn em hình dung không đấy y trong trường hợp này em thấy không cái mảnh này nè đấy cái mảnh này nó bị gãy ra nha nó có những cái dấu chỉ điểm khác nữa anh thầy ví dụ như bây giờ giống như khí bào chuẩn bình thường khí bào chuẩn nó có khí không bây giờ các em biết không khi mà chấn thương sò não nó xảy ra thì nó sẽ có dịch nó dịch nó đổ vào trong cái khí bào chuẩn thì lập tức cái khí bào chuẩn của em nó không còn khí nó cũng sẽ bệnh nhân có thể khi xong khi chấn thương xong bệnh nhân bị ù tai liền không nghe được nữa vì máu nó chảy vào trong khí vào chuẩn nó làm ù tai nó chảy vào trong tay trong nó em biết không chứ không phải là nó 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 đã chảy máu từ 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 mắt từ mũi từ, từ 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 ấy đâu. nếu mà nó chảy mà nó chảy máu từ 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 mũi nó chảy ra nhiều khi nó đã vỡ sàn sọ rồi đó nó mới nó mới nó mới rò rỉ ra những cái ngã đó nó đi vào tai vào mắt chẳng hạn nó vỡ vào cái trần trên của hốc mắt á, thì máu nó mới tuồn xuống nó đi ra thành ra khi mà nhiều người á là là trứng thương sọ não là 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 các em thấy là nhiều khi là học máu học máu mắt máu mũi máu miệng này kia nó vỡ nó vỡ đó em nhiều khi nó vỡ các em biết không nhiều khi nó vỡ này nó vỡ rồi đây nè nó vỡ vào trần của cái 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 vùng tuyến yên hay là xương bướm đó. nó vỡ thẳng xuống sông hố yên rồi từ cái vào trong cái xương bướm đó, trong cái xương bướm nó mới chảy máu đi vào trong cái 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 thành sau họng cái bệnh nhân khạc ra máu mình cứ tưởng là là, là 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 là, chào máu là do cái gì nhưng thực ra là ấy, chào máu thì cũng nhiều nguyên nhân lắm nhiều vô chứng thương sọ não á. khi mà chứng thương sọ não á, là mình phải chụp cả lồng ngực nữa đấy chụp lồng ngực nữa tại vì chụp lồng ngực và ổ bụng thì nó chứng thương đa cơ quan em vì nặng lắm bia rượu nè rồi tai nạn buổi tối xe lớn đi vân vân va chạm vô thành ra là nó, nó 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 khi mà bị thấy nặng đây là phải quét từ đây ít nhất tới cái đùi á còn dưới mình chụp X quang được rồi đó không nhiều khi mình lo mình cấp cứu cái này thì mình lại 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 cái kia dù vỡ lách cũng chết vậy em vỡ gan vỡ lách vỡ thận chết hết đó. thuốc huyết nội rồi chết đó à cái điều như tụi em coi mấy cái trường hợp này là vỡ xương đá là em thấy cái đường đó không em thấy cái khí bầu chuẩn bên đây nó khác không bên đây nó còn đen bên đây nó là dịch máu nè các em hiểu không thành ra quan sát đó là phải tinh tế một chút như bây giờ nó cũng đỏ rồi mấy em bây giờ nó nó vừa đọc rồi bác sĩ làm thật tụi tuổi à, làm lâu trong cấp cứu là ấy rồi bây giờ còn có AI nữa nó cũng quan ninh cho mình biết cảnh báo ở chỗ đó nó bất thường rồi đó đó đấy em thấy không bên đây cái ống tay trong bên đây nó đen bên đây em thấy dịch tự nhiên bệnh nhân phải ù tai rồi hoặc là bệnh nhân sẽ chảy máu tai là chắc rồi còn gì nữa nó dịch dịch máu á máu chứ không phải dịch đâu máu đó em thấy không nè nè khi bào chẩm nè, em thấy không tự nhiên nó nó nó, đâu có còn khí bào chẩm nữa đâu em thấy không để cái phần tai trong đi vô em thấy không bây giờ nó gãy nè em thấy không nó dịch nó máu đó nè em thấy nó cái đường gãy nè em thấy không nó luôn tuồn xuống dưới luôn em thấy không thành ra là nó vỡ từ sàn sọ nó đi ra cho nhiều người á tự nhiên họ 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 rỉ dịch lão tủy ra mũi hoặc là họ rỉ, máu ra là mình là mình nghe mình nghe nó uh, thấy sổ mũi Coi chừng không phải nước sổ mũi đâu đó, coi chừng nó là vấn đề khác đó nhiều khi mình nghĩ là như vậy nhưng mà nó nó đã có lưu thông từ sàn sọ ra tức là một cái triệu chứng đó giờ nó không có sau chấn thương nó có là khác nha yeah. đó không? cái gì mà nó làm đối bất mất cân xứng mất đối xứng hình ảnh nó bị khác đi là nó có vấn đề rồi đó đó đây ví dụ như tụi em nhìn vô tụi em thấy sưng ở đây thì tụi em phải nghi ngờ cái này nè các em hiểu không rồi ví dụ như sưng ở đây thì cái này là cái đường khớp xù xì bữa thầy nói giữa chán với đính thầy không nói nhưng mà tụi em phải coi những cái đường nứt rồi khi tụi em coi ở đây thì tụi em coi ở đây nhưng mà cái này là những bước cuối cùng. Tại vì nó có gợi ý rồi để phải coi, coi 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 những cái chỗ khác nữa để tránh bỏ sót tránh bỏ sót đi không có bị người khác nói và thứ hai là bệnh nhân cũng được bảo vệ hiểu không. Đó, các em thấy không? Bây giờ nó gãy nè. Đây là cái trần của hốc mắt nè, bị nè. Rồi gãy thành ngoài của hốc mắt nè. Đây nè các em thấy không? Gãy thành ngoài hốc mắt rồi gãy. Chạy. Khi mà gãy xong các em thấy nó chảy máu vào xoang hàm liền rồi. Các em thấy xoang hàm là toàn là máu mà Đó. Thật ra nói khó rồi cũng khó rồi, chỉ cách cho tụi em nhìn vô là ừ, bây giờ nó mất cái, cái bình thường nó phải là khí. Bây giờ nó bị lấp bởi dịch là nó khác rồi là nhìn vô là mình biết có vấn đề rồi mình 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 dò thì bây giờ mình không biết cái đường này là cái gì mình dò bên đây nó không bị thì đó là đường gãy đâu có khó đâu hiểu không đó em thấy không bên đây hai bên này, em nhìn thấy không đâu cân xứng đâu xương hàm bị nè mày đâu có bị cái vỏ xương nó liên tục đây là gãy thì gãy mặt á, thầy không có nói trong cái trường hợp này nhưng mà gãy mặt á, là nó có gãy lơ pho Chắc tụi em cũng biết mà từng nghe qua mà gãy lơ pho là gãy hàm trôi mặt trôi và phân ly sọ mặt đó Chứ là nó gãy mà nếu mà nó nặng quá nó gãy uh, hàm trôi thì nó gãy nguyên cái cành ngang qua xương hàm tự nhiên cái cái nó không cử động cái hàm nó được nữa vì cái hàm nó bị rơi rồi gọi là hạ hà, hàm trôi rồi ví dụ như gãy mặt trôi nó gãy ngang từ cái cành xương hàm ngang qua xương mũi đi ngang hết qua đây thì tự nhiên cái cái bệnh nhân nhấp cái mặt là không được và phân ly luôn cả sọ mặt luôn lửa sọ và mặt là cái cái nó gãy đường nó sâu vào trong cái tầng của sọ luôn cái em hiểu không nó phân ly giữa sàn sọ và, và, mặt thì nó có ba cái loại gãy lơ pho đó đó đây này các em thấy cái khi mà nó nó tạo hình lên các em thấy các cái đường gãy nó rất là rõ các em thấy không đây là các em thấy nát cái xương gò má vị trí này nè gãy cái xương hàm này đó dựng hình này dựng hình của city lên rất là đẹp rất là rõ giảng khớp sọ là thầy nói với tụi em đó là cái khớp sọ là nó 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 đóng rồi bây giờ nó lại hở là cái khe bình thường là nó không có hở khe con nít mới có ha. rồi bây giờ mình nói về bên trong nhu mô mình nói về xương rồi bây giờ mình nói về nhu mô tức là mình coi cái phần xương là mình phải coi tới cái nhu mô vì cái nhu mô nó rất là quan trọng cái dụ cái 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 xương nó chỉ là cái vỏ nó nó bảo vệ cái 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 nhu mô não thôi đấy là cái máu tụ đó hình thì nó xấu rồi coi trên mạng nó nhiều cái hình đẹp lắm máu tụ mới ta gỡ ra mà nó y như là nó y như là tiết canh đó mà nó đóng một lớp mà một mạng ở trên youtube thầy coi nó dày như thế này nè tại vì mình không có vô hùng được nó dày như thế này này và khi mà các em biết là hộp sọ nó kính mà nó một cái lớp dày như vậy á thì các em biết là nó sẽ nó sẽ nó nó, nó 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 tăng áp lực các em hiểu không? Tại vì bình thường nó lưu thông máu nó lưu thông lên rồi nó tưới máu xong nó lại lui về tĩnh mạch chứ nó đâu có tràn ra thành một khối bây giờ nó tràn ra một khối được cái nhu mô nó như thế nào thì khi mà cái nhu mô nó càng ngày nó càng bị tràn thì các em biết nó sẽ bị gì? Nó sẽ bị tụt nó bị thoát vị nó không còn ở vị trí nguyên ủy của nó nữa thì lúc đó chết nguy hiểm lắm lơ mơ hôn mê và đồng thời bên trong là nhu mô não nó dập là cơ bản là cái 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 điểm của nó về tỉnh tỉnh let's đã, đã, không còn thấp nữa đã thấp rồi rồi còn thêm nhiều cái nữa cho nên thành ra khi mà mình nhận định đây là một cái trường hợp chứng thương sọ não thì mình phải coi kỹ về cái phần nhu mô nữa còn các cái dấu xương với mô mềm nãy thầy nói với tụi em là dấu chỉ điểm cho tụi em biết được ừ chứ em phải coi kỹ những cái phần đó nó thể ấy nha Bây giờ mình nói tụ máu ngoài màng cứng thì đối với tụi em á là tụi tụi em chỉ cần biết cái uh, mình gọi là mặt bệnh thôi. Ha, à, mặt bệnh thôi. Bây giờ tụ máu ngoài màng cứng là sao? Tức là nó có mấy lớp màng á ha, à, màng cứng, màng màng nhện rồi tới màng nuôi bây giờ ngoài màng cứng thì nghe là đúng rồi là ngoài màng cứng nó nằm bên ngoài màng cứng tức là nó chưa vào trong mà nó chưa có ra nó, nó chưa có xâm nhập được vô khỏi màng cứng thì bây giờ là giữa cái xương với màng cứng là có một cái lớp máu tụ thì cái màng cứng là nó rất là cứng thành ra máu tụ thì màng cứng nó rất là cứng thành ra là máu tụ nó sẽ nó sẽ có dạng hình hai mặt lồi tại vì một mặt lồi sẵn là cái phần xương sọ rồi mà còn lại là cái màng cứng nó căng lên thành ra hai mặt lồi thì tụi em nhìn hai mặt lồi là chắc chắn tụi em sẽ biết là là tụ máu ngoài màng cứng đó tức là nhu mô não là bị chèn bị đẩy nè các em thấy không đó dễ nhìn lắm đây là mặt lồi thứ hai là em thấy không đó các em thấy cái đường gãy nè bé bé đây thôi nha đó cái này cũng hơi khó đây là đường gãy nè các em thấy không rồi ở đây là có hai màng tụ máu ngoài màng cứng đó à. ở đây cũng vậy tụ máu ha, ngoài màng cứng hai mặt lòi nha hai tụ máu dưới màng cứng thì tụ máu dưới màng cứng á là nó các em biết rồi đó thì tức là phía dưới màng cứng là sẽ có lớp máu tụ tức là giữa màng cứng với màng nhện Đúng không giữa màng cứng với màng nhện đó các em thấy không đây là cái phần mặt nguyệt này, nó hơi cổ cái cái máu này nó hơi cũ máu mà nó máu mới thì nó phải cái cái đậm độ nó sẽ cao đó này là tụ máu dưới màng cứng thì nó có hình giống như là mặt trăng khuyết á em nhìn giống như một cái mặt trăng nó bị khuyết á thì nó còn thôi tụi em khỏi cần phải phân chim giai đoạn máu tụ tụi em chỉ cần biết cái dạng mặt trăng khuyết tức là nó dưới cái màng cứng và nó ngoài cái mạng nhợ đó nha đây dưới mạng cứng ha. thì cái, thầy cũng nói với tụi em mà nó nó sưng 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 nè rồi tụi em coi bên đây nè nhưng mà cái tụ máu dưới màng cứng nó nguy hiểm lắm nha em cái nào cũng nguy hiểm nhưng mà cái này thầy uh, thầy nhận định là cái này nó nguy hiểm thường nó sẽ nguy hiểm và nó hay vì nó sát hơn càng tiệm cận sâu vào nhu mô não thì nó càng ảnh hưởng nặng và các em lưu ý nè thứ nhất là khi các em thấy máu tụ dưới màng cứng thì các em thấy đường giữa bị di lệch nè thì các em phải lấy cái cột móc thằng này đo với thằng này thì em đo đường kính ra em coi di lệch bao nhiêu xăng rồi last go bao nhiêu điểm thường nếu mà nó di lệch nhiều last go nó sẽ càng ngày càng giảm đó em thứ hai á nhiều khi nó ép quá em biết không cái cái cái, cái não thất nó bị sẹp luôn đó nha yeah. rồi não các em thấy không nó giống như bị phù thiếu máu các em thấy cái đậm độ nó kém hơn cái cái nhu mô não còn bình thường các em thấy không em thấy nó di lệch ghê không hồi à, nãy thầy mới nói em nó xẹp cái 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 não thấp nó xẹp rồi đây nè các em thấy không đấy tụ máu dưới màng cứng nó sưng 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 nè đó sưng sưng cũng không khó rồi không nhìn vô cái em thấy cái mô mềm nó ấy rồi các em nhìn cái xương rồi các em nhìn cái nhu mô là tự em cũng biết ờ cái này nó có bất thường rồi. Nhưng mà mình nhìn cái người già hay bị lắm em. Người nhà, người nhà, người già mình nữa mà lớn tuổi rồi nhiều cái lý do mà bị té lắm. Thứ nhất á thay đổi huyết áp tư thế nè. Rồi nhiều khi nó lên cơn đột quỵ, vừa đột quỵ rồi họ đột quỵ cái là họ té ngã liền. Rồi nhiều khi bước vô những cái chỗ trơn trợt như nhà tắm hoặc là này kia nọ đó. Các em hiểu không? Thành ra là người già là một cái chế độ săn sóc không phải tốt nữa. Điều trị phải khống chế tiểu đường cao huyết áp tốt, mở máu vân vân. Tại vì mấy cái này là thiết kế cho người già là phòng toilet phải rộng những cái những cái những cái vị trí mà có thể mà chấn động như là lavabo toilet thì nó nó là bằng sứ bằng sành mà cứng mà nhiều khi họ té họ hay đập vào đấy đó rồi mà trong toilet của mình là toilet thường thiết kế cho tất cả mọi người là người già người trẻ chứ không phải không có chỉ có người già người già là phải có thanh chống va mà phải có chuông cứu cứu hộ nữa trong bệnh viện nó khác nhưng mà ở nhà thường là thầy cũng thấy nhiều người là khi mà không Không chế được huyết áp hoặc là là hoặc là chống mặt dứt đầu rồi, rồi sàn nó trơn trợt đó mấy em xương nó cũng hung vững nữa, đủ thứ ấy. té thì thường là bị tụ hay bị những cái trường hợp như thế này đó mà càng di lịch là càng lơ mơ càng hôn mê nữa bây giờ mình nói tới hồi nãy mình nói ngoài màng cứng mình nói dưới màng cứng với màng màng nhện bây giờ mình nói dưới màng nhện là gọi là xuất huyết dưới nhện xuất huyết dưới nhện thì cái biểu hiện nó giống giống như là bị viêm màng não vậy đó nó sẽ bị nôn ói kích động tại vì máu nó len lỏi trong các cái rãnh của màng nhện đó các em hiểu không à. đó thì các cái rãnh não đó, nó bị chảy máu vô nó y như là các cái khe não bình thường các cái khe não nó phải màu đen vậy nè em biết không do có dưới dịch não tủy thì bây giờ nó có những cái tia máu và đặc biệt khi em đi ra bệnh nhân rất kích thích rất mắc ói đó chú ý thêm còn dĩ nhiên á, mắc ói là có thể gặp trong cả tăng áp lực nội sọ trong cái cả... dưới màng cứng ngoài màng cứng vì cái 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 đó cái áp lực nội sọ nó quá lớn nó à, kích thích trung tâm nôn còn cái này là nó kích thích màng não gây nôn nó khác nha hai thằng là nó khác đây thì cái này là xuất huyết trong não thất tức là não thất bình là chứa dịch màu đen á dịch não tủy á, thì bây giờ nó có máu nó có máu màu trắng đó. À, kích ứng lắm. đây các em thấy không các cái bể nè nó có chứa máu nè các em nhìn thấy ví dụ như thầy nói ở đây cái rảnh này nó màu đen đen thì các em thấy, thấy mấy cái rảnh nè nó màu trắng 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 này nè là nó là máu á bình thường nó là nước nước não tủy màu đen chứ nó đâu có nó đâu có nó đâu có máu các em nhìn thì các em tại vì do các em chưa có uh, đi uh, nhiều nếu mà các em đi nhiều những cái khoa như khi cấp cứu như là trưng vương hay 115 này kia rồi ban đêm đó, thì tai nạn giao thông có mấy cái này đây nè các em thấy hôm này là tụ tụ máu ngoài màng cứng ha rất là đơn giản ngoài màng cứng đây là xuất huyết dưới đó xuất huyết dưới nhện còn mấy cái đốm đỏ đỏ, đốm trắng trắng mà trong nhu mô này thì nó gọi là dập não, nó gọi là dập não xuất huyết bởi vì nó trong nhu mô rồi. Cái này thì chút nữa mình nói tiếp, mình đi từ ngoài vào trong á. Đó. đó các em thấy không? Xuất huyết dưới nhện ha các em, nó đen theo các cái rãnh vỏ não nè. Các em hình dung ra không? Thấy không? Thấy mấy cái rãnh bình thường là rãnh nó phải màu gì? Màu đen. Thấy chưa? rảnh màu đen cái này rảnh màu trắng là không phải rồi rảnh màu trắng là xuất huyết dưới nhện rồi xuất huyết trong não thất đây nè đó cái này xuất huyết trong nhu mô rồi nó chảy vô trong não thất luôn các em thấy không cái này là phần này là nhu mô nè phần này là não thất đó đó xuất huyết dưới nhện nhiều nguyên nhân gây xuất huyết gì vỡ phình mạch vỡ avm vân vân tùm lum hết nhiều rồi bây giờ mình vô trong nhu mô là tới dập não rồi đó nhập não là nó 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 nó, nó tổn hại bên trong nhu mô não luôn tức cái lực nó lớn lắm á mấy em cái lực nó phải lớn lắm nó mới vào được cả nhu mô não chứ bình thường cái lực không lớn không 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 thể kéo vào được nhu mô não tại bởi vì nhu mô não là nó nó tận sâu rồi nó phải được bảo vệ bởi lớp rất nhiều lớp màng mới đến nó mà nó đã đến được nó thì tổn thương dù nhỏ nhưng Glasgow sẽ rất thấp thấp điểm lắm đây này tụi em thấy không đây tụi máu ngoài ngoài màng cứng ha. Đây, dập não xuất huyết đây. Các cái dập não xuất huyết đây. Cái này là tụ máu ngoài màng cứng luôn. Đây, xuất huyết dưới màng cứng, xuất huyết ngoài màng cứng đây. Cái hình nó ấy. Thì thông thường đó là bên chấn thương sẽ là ngoài màng cứng đối bên chấn thương sẽ là dưới màng cứng cái này nó họ nói là thường là vậy thôi chứ không phải vậy nhưng cái bí quyết là mình phải coi cái chỗ mà tổn thương mô mềm với tổn thương xương ở đâu nó nó bị đầu tiên á là mình mình chú ý cái đối bên hai chỗ đó là dễ nhưng mà phải đọc tất cả các vị trí khác trước khi đọc hai vị trí đó sợ bỏ sót tại vì biết tại sao không những cái chỗ khác đó, nó nhỏ quá nó tinh tế quá còn cái chỗ này nó đập vô mắt thấy rồi mình phải chú ý là sợ bỏ sót cái tinh tế hiểu không chứ còn cái cái mà nó trình hình rồi thì, thì đọc tới cuối cùng mình đọc thôi tổn thương sợi trục lan tỏa tức là giống như là nó dần nó dần theo cái lực lực xoắn đó. các em hiểu không? lực xoắn tức là nó tông nó tông nhưng mà bệnh nhân là tự động nó bay lên rồi tự bệnh nhân quay mấy vòng đó chứ không phải là nó tông trực diện vô nó tông trực diện vô thì là, nó 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 bể xương sọ vùng đó rồi nhưng mà nó tông nhiều người em coi như phim thì nó lăn 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 mà tự chính họ họ lăn trong không trung á em thấy ghê vậy đó rồi mà em biết cái lực nó mạnh quá như cái moment lực nó mạnh quá thì chính cái não nó chịu không nổi tự nó đứt luôn tự nó đứt bên trong luôn giống như nó không kịp đáp ứng á cái moment lực á thì lúc đó là nó sẽ tổn thương cái sợi trục nó đứt cái neuron luôn á em nó đứt luôn một bó của neuron thần kinh luôn lúc này nó ra cái biểu hiện giống như dập não xuất huyết nhưng mà nó nhỏ hơn dập não xuất huyết nó chỉ vài ba đốm nhưng mà bệnh nhân là coi như là Lasgo cực kỳ thấp luôn khó hồi phục luôn á không hồi phục luôn coi trên trên những cái mạng xã hội ấy, mình thấy nhiều người mà tâm mà họ lăn họ lăn luôn á em hiểu không tức là chính bản thân họ bị cái 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 lực nó 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 mạnh quá làm cho cái não họ nó nó rung rinh rung rinh lúc này á em biết không não nó đâu có rung rinh trong môi trường nước nó đâu phải như cây rong đâu nó bị rung rinh trong cái môi trường xương pha chạm tùm lum trong nó trơn á đó nó chỉ có một đốm vậy thôi đó nó y như là dập não xuất huyết nhưng mà khi mà nó bị nó bị nặng lắm bị rất nặng nhìn vô nói, ồ không sao đâu cái này á xuất huyết nhỏ thôi nhưng thực ra không phải coi chừng nó là đa, nó là cái sợi trục tổn thương sợi trục lan tỏa cái chất giống dập não và cái lasco thường thập điểm nhiều khi những cái ông bố ổng hay tung hứng con mình đó, hoặc là cầm lên là lắc lắc và có nhiều người người ta gọi là try a spill luôn á hội chứng nó luôn á là nó cũng là một vấn đề rồi có nhiều người tụt chơi 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 uh, tung con lên cao đó rồi nó càng thích nó càng cười cười tự nhiên lát vào thấy tối thấy nó buồn nôn luôn nói có luôn á em nó tung khi nó tung thì cái não nó cứ bập bình bập bình theo cái lực của mình nhưng mà nó lại cứ va chạm vào trong cái sàn sàn sọ và cái trần sọ chẳng hạn vậy đó em hiểu không Thì nó chính nó rồi, nó bị sốt huyết hồi lúc nào không hay đấy nói chung là không có không có tung hứng như đó mà là thấy người lạ tung hứng trẻ em á là mình cũng không có mình phải khuyên không có tung hứng tại vì thầy đã thấy rồi là nó bị luôn á em nhiều khi là rồi nó bị nôn ói rồi tối nó nôn ói rồi vô chụp tự nhiên bị xuất huyết sạch bị bị chấn thương sao nào rồi khi mà nói như vậy thì mới người nhà mới lại nói là ủa vậy là nó bị té rồi cãi nhau vì canh con không được nên gây té bị té nhưng mà thực ra là họ không có kiến thức đó, em hiểu không nhiều khi cổng rồi tung hứng rồi bế rồi tung lên tung lên tung thì nó tùy đứa có đứa nó không bị, có đứa nó bị chứ không phải tất cả nhưng mà là nó sẽ có nguy cơ đó hiểu không? Đó. Thành ra mình biết, mình phải có mình có kiến thức là mình mình phải mình phải là phải giống như là mình phải biết cái hành vi đó nó có thể có cái rủi ro thì mình nói thôi đừng có làm vậy chơi cái cái chuyện khác đi. Đó. hộp sọ nó yếu em não nó cũng yếu nữa chưa có trưởng thành đó những cái tổn thương sợi trục lan tỏa nó bé thôi em em nhỏ nè ta một đốm vậy thôi nhưng mà cái lasco nó thấp điểm lắm nhiều người á nhiều người cái cách dạy con của họ nó cũng lạ lắm có người thì quýnh có người thì la có người thì cầm cái vai cái tay rồi lắc 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 tại sao tại sao tại sao vậy rồi nhiều khi nó lăn lên nó xỉu luôn rồi chừa vô chụp ra là chấn thương sọ não mà hỏi ra tôi đâu có đánh nó tôi <laughs> không có đánh nó nhưng mà nó ra kỳ thực nó ra chứng thương sọ não và co... là thế giới đã chứng minh rồi hội chứng chai spill nhiều người thì cái cách họ mỗi người họ họ họ, họ phản ứng bằng cái sự mất bình tĩnh theo kiểu khác nhau thành ra là nó sẽ có những cái biểu hiện khác nhau đấy thì những cái này tổn thương là sợi trục lan tỏa này y như là dập não xuất huyết vậy đó thường là những cái đốm đen đen đó là những cái đốm này nè đó và đặc biệt nó nằm trên đường đi của bó chất trắng bao trong này kia hoặc là sát cái ranh giới trắng xám thường nó đứt ở cái vị trí đó là tổn thương sợi trục lan tỏa xuất huyết thì nằm ở đâu cũng được hết nhưng mà thường sợi trục đây là cái hình tổng hợp lại nè các em nha à, đây là tụ máu dưới dưới màng cứng hình mặt nguyệt căng huyết à, thấu kính hai mặt lồi nè à, đây xuất huyết dưới dưới nhện à, trong não thất đây là dập não xuất huyết hoặc là à, tổn thương sợi trục lan tỏa À, cái này là dập não sốt huyết ổ lớn cái này có thể là ổ nhỏ hoặc là tổn thương sử dụng lan tỏa đặc biệt các em thấy thấy không nó ở đâu nó cũng làm nếu mà nó dưới màng cứng hay ngoài màng cứng gì nó làm nó chèn vào trong còn nếu mà chính bản thân nó bị sốt huyết trong thì nó, nó nó đẩy ra ngoài và đều cái cuối cùng của nó đều làm chèn ép nhu mô làm nhu mô bị di lệch làm nhu mô bị thắt vị làm nhu mô bị thiếu máu làm nhu mô bị nhồi máu bệnh cảnh nó rất phức tạp cái em hiểu không? không phải là nó chứng thương sò não là nó chỉ có đơn giản gì nó, nó chèn ép nhiều nó thiếu máu nhồi máu luôn đó các em hiểu không đây nè khi mà thầy nói nhưng mà có khối quá lớn nó đẩy thì nó sẽ làm di lệch đường giữa làm thoát vị xuyên lều dưới liềm đại não đây là liềm đại não nè mấy em nó làm thoát vị qua đây hoặc là nó làm đẩy thái dương xuyên lều xuống dưới mà khi mà nó các em biết không đây là trung khu là thân não nếu mà thêm một khối sắc vị ở đây nữa thì nó làm gì nhồi máu nó sẽ làm nhồi máu tại vì chỗ này là chỉ có phần hành cầu não thôi trung não thôi mà bây giờ thêm một cái phần của nhu mô thái dương nó bị chèn vô nữa thì nó sẽ làm giảm diện tích xuống giảm xuống thì nó sẽ nhồi máu đây là cái hình rất là nổi tiếng là các em thấy không đây là khối máu tụ thoát vị dưới liềm thì nó sẽ chèn vào động mạch não trước gây ra nhồi máu động mạch não trước. Nếu mà đây là thoát vị xuyên xuyên lều hướng xuống thì các em thấy không là nó sẽ chèn ép, ép vào các động mạch não sau thấy chưa và nó làm trồn nhồi máu vào chung chung cầu não đây. Rồi chúng ta có thoát vị hạnh nhân xuyên qua lỗ chậm thì nó sẽ làm chèn ép vào hành não hành tủy thành ra là nó rất là nguy hiểm nha các em đấy bên cạnh chấn thương sọ não đó đó các em thấy không các vị trí đó mà máu, máu tụ là phải tại sao là là, là bệnh lý cấp cứu vì nó nó chảy liên tục các em các em coi á các em thấy nó chảy ra mà các cái động mạch lớn nó bị đứt nó chảy ra nó như là cái cái, cái xì nước lên vậy cứ theo nhịp động mạch nó cứ phun lên được các em biết mở ra phun lên mà nhiều khi nó ướt tới cái 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 trần của cái phòng mổ luôn á dữ dội dữ vậy đó em và khi cái máu nó chảy ra thành một cái bánh rất là bự và nó đẩy não và nó làm nhiều cái di chứng rất là nặng chưa xong đâu các em nhiều người á, mổ trứng thương sò não xong là bị liệt tê liệt liệt người luôn cũng có vì nó bị nhồi máu như thầy nói á. không là bởi vì á, nó nhồi thiếu oxy não một thời gian là chính nó kéo qua nhồi máu não luôn và bệnh nhân bị di chứng luôn suốt cả cuộc đời nhiều người chấn thương sò não là các em thấy bị bại sụi luôn á là vì lý do đó là phải... sau này những cái cơ chế ngày xưa là họ không phát hiện nhiều sau này họ phát hiện kỹ hơn cái này là tụ máu dưới màng cứng nhưng mà các em biết không cái não mà nó đen rồi nó sẽ chết não hoàn toàn nó sẽ phù não tức là nó nó phù như nước kìa nó đen thui nó không còn ranh giới trắng xám nó như muối tiêu vậy đó là lúc đó là bệnh nhân chết rồi đó như là đời sống thực vật nếu mà chung khu vận mạch nó vẫn còn hoạt động tim vẫn còn hoạt động nhưng mà kỳ thực bệnh nhân đã là đời sống thực vật không cứu được em hiểu không và não dù tim còn nhưng mà vẫn là đời sống thực vật không 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 còn nhận thức không còn điều khiển không còn nhận thức của sáu giác quan nữa có người thì phủ người ta gọi là tiểu não tiểu não trắng vì cái toàn bộ cái não nó đen rồi chỉ còn tiểu não và thành trung khu thân trung cầu hành não hoạt động có người chết luôn toàn bộ nhưng có nhiều người chết thì họ thành thực vật họ không chết hẳn có người thì nó sẽ chết chung thu vận mạch thì nó sẽ ngưng tim thì nó chết luôn này gọi là tiểu não trắng phù não lan tỏa chúng ta thấy còn tiểu não nè rồi hết rồi à, thì đó là những cái những cái những cái mà về uh, chấn thương sọ não chấn thương sọ não à, tụi em có câu hỏi nào về chấn thương sọ não không thì tụi em đặt câu hỏi đi nó có mấy cái dạng xuất huyết thì mình cũng sẽ thi mấy dạng đó thôi tại vì hỏi cơ bản thôi chứ đâu có hỏi khó làm gì tụi em đâu có làm chuyên ngành chẩn đoán ảnh đâu còn chừng nào tụi em học chẩn đoán ảnh thì tụi em tại vì thầy chủ trương là đi học là ý thức của bản thân là quan trọng nhất chứ không phải là thi cử thi cử là một phần thôi quan trọng học những cái cơ bản thôi thì mình thấy mình ứng dụng mình 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 biết trước rồi đã tại vì mình đi trực thì mình biết những cái uh, những cái thông tin đó ai làm sâu về ngoại thần kinh với chấn thương cấp cứu thì quan tâm nhiều nhưng mà nếu không quan tâm thì cũng phải quan tâm cái này cơ bản cho những kiến thức cơ bản thôi cho những cái người xung quanh mình té ngã người già người thân tùm lum hết đó thì mình biết ừ trước tiên là mình phải biết là phải uh, chụp CT đúng không thứ hai là có những cái cửa sổ xương cửa sổ nhu mô hai cái cửa sổ quan trọng đúng không thứ ba là xuất huyết thì nó từ ngoài vào trong nó sẽ có ngoài màng cứng dưới màng kính dưới nhện và dập não và tổn thương sợi chụp lan tỏa đó Tàn, càng tổn thương càng sâu vô và cái tổn thương càng lớn và càng ở vị trí khó thì nó sẽ càng gây ra cái cái uh, di chứng rất là nặng và nó có thể gây ra hậu quả đó mà không chữa trị kịp thời là, là những cái uh, uh, tuột não nè hoặc là thoát vị não nè các em hiểu không đó hoặc nhồi máu não và nó có những cái di chứng rất là nặng nề đó mình biết những cái cơ bản gì thôi chứ mình không cần phải uh, phải uh, phải đào sâu vô, tại vì đào sâu vô, nó còn nhiều vấn đề khác nữa. Nhưng mà thầy dạy cho các em là cũng là rất là cơ bản rồi đó. Mà hiện giờ thầy có đọc phim thì thầy cũng dựa trên những cái cơ bản đó. Các em hiểu không? Chứ đò, nó nó đâu có gì đâu mà ngoài những cái điều cơ bản đó.